Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đếm số nốt có trong cây nhị phân tìm kiếm. Nội dung của chúng ta thì bao gồm đơn giản chỉ là xác định xem trong cái cây nhị phân tìm kiếm đấy có tất cả là bao nhiêu nốt thôi. Và cái việc xác định một nốt thì như thế này, mình sẽ sử dụng cái kỹ năng định quy, và để xác định một nốt có được đếm hay không thì mình sẽ kiểm tra nốt đấy. Nếu như cái nốt đấy nó khác nun thì chúng ta sẽ coi đấy là một nốt và lặp lại cái việc xác định một nốt bằng cách là áp dụng cho cây con bên tay trái và áp dụng cho cây con bên tay phải. Trong trường hợp cái nốt chúng ta gặp ấy nó là null thì chúng ta sẽ return 0. Trong trường hợp còn lại thì chúng ta sẽ return 1 cộng với đếm nốt bên tay trái và đếm nốt bên tay phải. Ok. Bây giờ chúng ta đơn giản đó, ở đây nhá, viết một cái hàm, một cái phương thức đây. Int count node, hay là chúng ta cho đây là total nốt, tổng số nốt. Để trong mình đơn giản return total nốt, truyền đây là root đó. Thì mình sẽ có một cái hàm nạp chồng thực hiện cái việc là đếm nốt, tại vì ở bên ngoài ấy, chúng ta không biết được cái nốt gốc của một cái cây là nốt nào, cho nên là nó đơn giản chỉ là gọi đến cái hàm này. Còn trong cái hàm đấy nó sẽ tự động nó gọi đến cái hàm này, nó truyền cái root này vào. Chọn. Tại vì cái thằng root của mình ở trên này nó là cái thành phần private, cho nên là không có public cho bên ngoài. Ở đây int này, total node, truyền vào một cái node kiểu t, mình sẽ đặt tên nó là r. Đây, vào đây thì đơn giản nhá. Mình sẽ thực hiện là nếu như cái r, cái node đang set ấy mà nó null thì return kết quả bằng 0. Ngược lại đó, chúng ta sẽ return đó là 1 cộng với total node của r cho đến left, tức là đếm các nốt của cái bên tay trái, và lặp lại tương tự cho các nốt của cây con bên tay phải, total node của r cho đến right. Bây giờ xong rồi. Ở đây, đấy chúng ta chỉ cần gọi đây. Đây, sau khi mà hiển thị xong nhé thì mình sẽ copy này. Rồi, sau đó thì mình sẽ hiển thị là trên này có tiếng Việt được, tổng số nốt có trong cây đây là tree chấm gọi đến total node. Sau đó thì mình sẽ in xuống dòng. Cái này mình sẽ thay nó bằng tiếng Việt đi, danh sách các nốt trong cây. Ok, bây giờ mình sẽ run và xem cái kết quả của mình. Nó đếm được là trong cái cây của mình có 6 nốt. Đây, xem có phải 6 nốt không nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6. Ok. Đây, cái này thì nhìn nó hơi xấu tệ tí, nên mình sẽ copy khoảng này, paste vào đây, chạy lại. À, vẫn chưa được, cho thêm vài cái nữa. Mục đích chỉ là để cho nó hiển thị dễ nhìn thôi, chứ còn cũng không quan trọng lắm đâu. Đây, đây, tổng số là 6 nốt. Ok. Đấy, bây giờ chúng ta đã thấy là cái việc mà sử dụng đề quy nó rất là hay. Chỉ cần mình xác định được cái công thức của nó thì chúng ta chỉ cần vài dòng code thôi là chúng ta đã làm xong rồi. Còn nếu như chúng ta sử dụng vòng lặp các thứ ấy, thì nó sẽ dài dòng hơn. Tuy nhiên là về cái hiệu năng ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây mình sẽ lựa chọn cái cách đó là sử dụng cái đề quy nhá. Gọi đến cái total node thì nó sẽ kiểm tra xem cái node hiện thời đang set ấy, nếu như nó là null thì ở đấy là hết rồi, không có gì để kiểm tra bên tay trái hay bên tay phải gì nữa, thì mình sẽ return 0. Còn trong những cái trường hợp còn lại ấy, thì mình sẽ tiếp tục return 1 cộng với cái việc xác định cái nốt bên cây con bên tay trái và đếm nốt bên cây con bên tay phải. Nội dung của cái video này đến đây là kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video kế tiếp.